Chào mừng quý vị và các bạn, đây là sân vận động Anh Dũng. Trước mắt chúng ta đó là loạt trận thứ hai trong khuôn khổ bảng B giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam. Trận đấu cuộc đối đầu giữa Mỹ Tân FC và Minh Tiến FC, đây là một trận đấu cực kỳ quan trọng dành cho cả hai, đặc biệt là đối với Minh Tiến khi ở lượt thi đấu đầu tiên họ thi đấu hay, tuy nhiên đã vấp phải sự kháng cự rất lớn đến từ đối thủ Lộc Thịnh. Và trước một đối thủ đương kim vô địch Mỹ Tân thì chắc chắn khó khăn nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên chúng ta hãy cùng chờ xem với sự quyết tâm cao độ ở những phút vừa qua có giúp cho Minh Tiến đứng vững ở trận đấu này và tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở giải đấu lần này. Một trận đấu cực kỳ quan trọng dành cho cả hai.
Như vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu đầu tiên được bắt đầu. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình danh sách đăng ký của cả hai ở trận đấu ngày hôm nay. Về phía Minh Tiến FC, họ ra sân với trang phục toàn đỏ bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Với thủ môn mang áo số 1 đó là Văn Hưng, số 5 Văn Tùng, số 7 Văn Hoàng, số 8 Phương Nam, số 9 Văn Trung người mang băng thủ quân, số 11 Tiến Luật, số 36 Hướng Phương và số 94 đó là Văn Luân. Trong khi Mỹ Tân FC họ ra sân với trang phục màu xanh navy và xanh da trời bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Với thủ môn mang áo số 1 đó là Văn Sĩ, số 3 Đình Huy, số 5 Tuấn Anh, số 6 Đại Thăng, số 7 Văn Định, số 8 Văn Khải, số 9 Văn Tuấn, số 10 Văn Thính người mang băng thủ quân, số 11 Ngọc Trinh, số 12 Văn Cường, số 13 Văn Phương và số 15 đó là Anh Vinh. Đó là danh sách đăng ký thi đấu của cả hai ở trận đấu mà chúng ta đang theo dõi. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc thì cầu thủ Mỹ Tân FC họ đang khẳng định được sức mạnh của mình với những việc dâng lên cao và áp sát khung thành của Văn Hưng. Hiện tại thì trời đang có những hạt mưa nhẹ và chúng ta hy vọng sẽ có thêm một cơn mưa. Chất điểm không vào. Đó là cơ hội ngon ăn đầu tiên dành cho Bình Thuyền FC. Người vừa tiếp cận và ra chân đó là Minh Hoàng. Một lời đe dọa để sức nặng mà cầu thủ Bình Thuyền FC dành cho Bình Thuyền FC dành cho Bình Thuyền ở trận đấu này. Không được. Trọng tài nói không với tình huống đá phạt. Cả hai đang chơi rất quyết tâm. Đây là Tiến Luật, Văn Hoàng. Đó là tình huống cắt bóng đến từ Anh Vinh. Và đã đưa cho các thủ áo đỏ. Dự trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc của các trọng tài. Và chắc chắn đây là một bàn so tài đỉnh cao. Xin chào Messi Trùng, xin chào Tuấn Mai. Đó là pha can thiệp kịp thời đến từ Văn Hoàng. Đường chuyển quỹ đâu. Rất hay, vẫn đang là cao thủ Mỹ Tân. Đó là pha xử lý bóng của Ngọc Trinh. Vẫn là Trinh, không được. Bóng vẫn còn. Tranh chấp khá quyết liệt. Sức nóng của trận đấu thì chúng ta không cần phải bàn nhiều. Đối với Mỹ Tân thì họ đã có 3 điểm đầu tiên khi đè bẹp đối thủ với tỷ số là 6-2 ở trận ra quân. Rất hay, không được. Đó là pha dứt điểm không trúng tâm bóng của Phương Nam. Minh Tiến FC cần phải tận dụng tối đa những tình huống mà họ tiếp cận được khung thành của Văn Sĩ. Ngọc Trinh. Khá bất ngờ khi Minh Tiến FC là những người có những cơ hội ngoan ăn đầu tiên ở trận đấu này. Cầu thủ áo đỏ cần phải tận dụng tối đa. Ngọc Trinh. Đây là Văn Cường. Văn Tính. Văn Tính. Đây là Anh Vinh. Anh Vinh không được. Không được là thắng rồi. Đó là pha ra chân cực kỳ chất lượng của cầu thủ mang áo số 15. Đó là đẳng cấp và sự giả dơ đến từ nhà đương kim vô địch. Một pha ra chân ở khoảng cách xa, tuy nhiên nó quá hóc hiểm và không cho thủ môn đối phương bất cứ một cơ hội nào. Rất hay. Không được. Đó là pha ra chân của Văn Hoàng. Văn Hoàng đã có 2 pha ra chân ở trận đấu này. Đây là Văn Hoàng.
Văn Cường. Rất hay. Đó là tình huống áp sát kịp thời. Đây là Văn Thính. Thế trận vẫn đang 50-50. Tuy nhiên Vĩnh Tân FC là người tận dụng tối đa một cơ hội mà anh Vinh ra trận rất mạnh. Và đó là bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này. Bóng vẫn còn trong sân. Những ngày hội thực sự mà bóng đá Thanh Hóa tại miền Nam đang diễn ra. Mới kết thúc giải vô địch toàn tỉnh Thanh Hóa tại miền Nam diễn ra ở trung tâm thể thao Depo. Và đây là những lời khẳng định thứ hai về mặt trận niềm đam mê trái bóng với trái bóng tròn mà quê hương Thanh Hóa tạo ra ở khu vực miền Nam. Rất hay. Vẫn đang là Hoàng xuất không vào. Đó là lời đe dọa đầy đanh thép của Văn Hoàng dành cho khung thành của Văn Sĩ. Một tình huống sút bóng thật trọng vào trung lộ, sau đó quăng chân rất nhanh. Với tài năng của mình thì Văn Sĩ vừa cứu thua. Và sẽ có tình huống đá phạt góc dành cho Bình Thiên FC. Bóng vẫn còn trong sân. Đây là Tiến Luật. Văn Hưng rất nhanh xuất hiện. Bàn thắng thứ hai. Đó là pha ghi bàn của thủ quân Văn Tính. Cướp bóng rất nhanh và nhấn hai nhịp, sau đó quăng chân quyết đoán. Một lời khẳng định 2-0 dành cho cầu thủ Mỹ Thân rồi. Hai pha dứt điểm chung đích và họ có liền hai bàn thắng. Đó là sự khác biệt. Văn Hoàng. Đó là đường truyền của Ngọc Trinh. Đây là Văn Cường. Ngọc Trinh. Anh Vinh. Không được. Lần này thì Văn Hưng đã làm chủ được tình hình. Phương Nam. Mỹ Tân FC thể hiện một sự cao tay và già dơ kinh nghiệm. Đó là lỗi đá biên của thuộc về Mỹ Tân FC. Đây là Ngọc Trinh. Văn Cường. Xin lỗi đi. Trọng tài vẫn chưa xác định đó là bàn thắng. Quá đáng tiếc, bóng tìm đúng cột dọc. Quá may dành cho Mỹ Tân FC. Một cơ hội thực sự ngon ăn. Công bằng mà nói thì các thủ Mỹ Tân FC họ xứng đáng có bàn thắng. Tính đến thời điểm hiện tại đã có những tình huống ngon ăn được tạo ra. Chào Hoàng Hải. Chào Phạm Hùng. Không có gì khó khăn dành cho Văn Sĩ. Đèo bám cực kỳ khó chịu. Cầu thủ Mỹ Tân FC họ đang trồn phép sinh. Và điều này đang gây ra vô vàn khó khăn dành cho những tình huống tổ chức lên bóng bên phía Minh Tiến. Văn Hưng. Ngọc Trinh đã cài người quá khôn ngoan. Vẫn đang là Trinh. Chuyền bóng tốt. Văn Hoàng. Ngọc Lặc là một trong những huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Một trong những huyện có nền
văn hóa đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa. Họ đang tạo ra cơn sốt thực sự với niềm đam mê đến từ môn thể thao vua. Bằng lên cắt bóng rất nhanh, đó là anh đây, không được. Cầu thủ mang áo số 15 có tốc độ kinh hoàng. Tiến Luật, vẫn đang là Luật, đi bóng ngay. Anh Vinh, đó là thủ môn Văn Hưng đã mang ra kịp thời. Ngọc Trinh, trọng tài xác định sẽ có đá biên dành cho Minh Tiến FC. Đây là Văn Hưng. Xin chào bạn Văn Vân, chào Trung Bùi. Trọng tài xác định sẽ có đá phạt dành cho Minh Tiến. Tiếp tục một tình huống đá biên dành cho cao thủ áo đỏ. Tiến Luật. Ngọc Trinh đeo bám quá khó chịu. Đây là Văn Hưng. Đường chuyền chính xác. Dứt điểm không được, hơi vội một chút. Đó là tình huống xử lý bóng đến từ Văn Trung. Không, đó là Phương Nam. Đây là Văn Thính. Anh Vinh cài người quá khôn ngoan. Tiến Luật. Thời gian thi đấu của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua được hơn 1/2. Đây là phút thứ 13 của hiệp thi đấu thứ nhất. Và các cầu thủ Mỹ Thần FC họ vẫn đang tạm dẫn với tỷ số là 2-0 bằng các pha lập công đến từ thủ quân Văn Tính và Anh Vinh. Văn Hoàng quá khó khăn cho những tình huống tổ chức lên bóng và tiếp cận được khung thành của Văn Sĩ bên phía Minh Tiến FC, khi họ đang vấp phải một sự kháng cự và lối chơi phép sinh bên phía Mỹ Thần. Đây là Văn Sĩ. Văn Hoàng, một đường chuyền quỹ đồ tốt, không được, hơi cao. Đó là pha quan sát và chuyền bóng khá hay của Hoàng. Ngọc Trinh và bằng lên cắt bóng chủ động của Văn Hoàng. Vẫn đang Hoàng. Văn Hoàng đang được bố trí chơi vị trí phi sổ. Có tình huống đá biên dành cho Minh Tiến FC. Văn Hoàng, vẫn là Hoàng, rất mềm mại, mất bóng khá nhiều. Văn Vinh, đây là Ngọc Trinh, à Văn Cường, rất hay. Đây là Văn Tính, đường chuyền chính xác. Văn Cường, vẫn đang là Cường. Văn Hoàng, vẫn là Hoàng, bóng vẫn còn trong sân. Dứt điểm đi. Đó là pha bóng của Văn Cường đã bọc rất tốt. Như vậy là sau tình huống cản phá thì Văn Cường đã gặp bị đau và tạm thời rời khỏi sân. Vào thay đó là Văn Tuấn, cầu thủ mang áo số 9. Như vậy là đã bất ngờ đã có bàn thắng dành cho Minh Tiến rồi. Khoảng cách hiện tại chỉ còn lại là 1-2-1. Bàn thắng được tính cho thủ môn Văn Hưng. Văn Định cũng đã được tung vào sân bên phía Mỹ Thần. Bóng tìm đúng con dọc. Đó là pha ra chân của Văn Tuấn. Văn Tính sẽ có tình huống đá biên dành cho Minh Tiến FC. Văn Hoàng, đây là Văn Luân. Văn Tính,
đường chuyền tốt, thủ môn Văn Hùng đã phải băng ra rất xa. Xuất hiện không vào, bóng lại tìm lúc con dọc. Còn 5 phút thời gian thi đấu chính thức ở hiệp thi đấu đầu tiên, tỷ số hiện nay vẫn đang có lợi dành cho Mỹ Tân FC, tuy nhiên khoảng cách hiện tại chỉ còn lại là 1 bàn. Khi Minh Tiến FC vừa tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn cách biệt. Để Văn Trung chính xác, có thể ra chân, đó là pha ám sát đến từ Ngọc Trinh. Hai cầu thủ mang áo số 11 vừa có pha đối mặt. Tiến Luật, đây là Văn Tính, vẫn đang là Tính, hơi mạnh một chút. Văn Tuấn, đây là Văn Tính, bóng tiếp tục nằm trong chân của Tuấn, nhịp chạm cuối cùng bóng đi hơi dài. Đây là Văn Hoàng, một bóng không được, 3-1 không được. Văn Hoàng không vào, đó là pha trích mũi đầy táo bạo của cầu thủ mang áo số 7. Lần này thì Văn Sĩ đã chơi cảnh giác, vẫn sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ áo đỏ. Ngọc Trinh, vẫn là Ngọc Trinh, đó là pha ra chân ngay, tuy nhiên bóng đi ngay vào vị trí của Lê Hưng. Dứt điểm đó là bàn thắng của Văn Hoàng, 2-0, rất đáng khen cho tinh thần thi đấu của Minh Tiến. Họ bị dẫn trước 2-0, tuy nhiên một lối chơi quyết tâm và cố gắng đã giúp họ có được 2-3 lập công. Và người ghi bàn săn bằng cách biệt đó là Văn Hoàng, người chơi khá nổi bật ở trận đấu này. Sự quyết tâm cao độ đến từ cầu thủ áo đỏ. Một trận đấu đang đầy kịch tính, đã có 4 pha lập công và chia đều cho cả hai. Sẽ có phút gợi ý dành cho Minh Tiến FC. Vâng, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang trở lại với sân vận động Anh Dũng, cùng theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa FC Mỹ Tân và FC Minh Tiến ở lượt trận thứ hai của vòng bảng tại khuôn khổ bảng A. Và kính thưa tất cả quý vị, thì tất cả danh sách những tấm lòng vàng, những nhà tài trợ và những mạnh thường quân chúng tôi chạy chữ ở trên màn hình. Và xin cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị cũng như là những nhà tài trợ, những nhà đầu tư và mạnh thường quân. Và hy vọng giải đấu của chúng ta sẽ một ngày một thành công hơn nữa. Chúng ta đếm với những phút tiếp theo ở hiệp thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ bảng A, đó là cuộc đọ sức giữa Mỹ Tân FC và Minh Tiến. Hai đội đang tạm hòa với tỷ số là 2-2. Mỹ Tân FC họ thể hiện một sự già dơ kinh nghiệm, và đó là xứng danh của nhà đương kim vô địch khi họ có liên tiếp hai bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên một Minh Tiến FC chơi quá quyết tâm, cộng hưởng một chút may mắn đã giúp họ có được hai bàn thắng săn bằng cách biệt. Văn Luân rất nhanh, chuyền đi không được, đó là pha cắt bóng kịp thời của Văn Tuấn, phạt góc dành cho Minh Tiến FC. Đúng là cuộc đọ sức đầy đỉnh cao trong khuôn khổ bảng A. Không được, một pha phối hợp đá biên chính xác, đáng tiếc là pha úp bù của Văn Hoàng, bóng đi cao hơn khung thành. Đây là Văn Tuấn, một bóng khá nguy hiểm. Văn Hoàng, vẫn đang là Hoàng, không vào. Trọng tài nói không với tình huống đá phạt, đó là tình huống cắt bóng an toàn của Văn Trung. Văn Tính đã biên dành cho Mỹ Tân. Văn Hoàng rất chính xác, không được, nhịp chạm đầu tiên bóng đi hơi mạnh,
Đó là pha xử lý của Tiến Luân. Đây là Văn Tính. Văn Tính! Bàn thắng thứ ba. Một pha xuất hiện giống như dễ đất chui lên và người ghi bàn đó là Văn Định. Cầu thủ mang áo số 7. Trước đó chúng ta phải kể công rất lớn tới tình huống cướp bóng và đi bóng của thủ quân Văn Tính. 3-2 dành cho Mỹ Tân. Bàn thắng của Văn Định được ghi ở phút thứ cuối cùng thời gian thi đấu chính thức. Đây là Văn Hoàng. Dừng lại đây, không vào. Đó là tình huống xử lý bóng của Văn Luân. Nhưng mà đúng lúc này trọng tài cũng đã lôi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận đấu trong khuôn khổ bảng A giải bóng đá Ngọc Lạc tại Việt Nam. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì Mỹ Tân đang tạm dẫn với tỷ số là 3-2. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp hai của trận đấu này. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai. Trận đấu là lượt trận thứ hai trong khuôn khổ bảng A giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam. Trận đấu giữa cao thủ Mỹ Tân FC và Minh Tiến FC. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì Mỹ Tân FC đang tạm dẫn với tỷ số là 3-2 bằng các pha lập công đến từ Văn Định, Văn Tính và Anh Vinh. Hai pha lập công bên phía Minh Tiến FC
được ghi do công của Văn Hưng, đó là thủ môn, và Văn Hoàng, cầu thủ mang áo số 7. Chúng ta cùng chờ xem 20 phút của hiệp thi đấu thứ hai thì đội nào sẽ thể hiện được sự quyết tâm cao độ bằng lối chơi hợp lý để tìm kiếm thêm những bàn thắng và có chiến thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Đây là Ngọc Trinh. Bình Thiện FC đang dâng lên đội hình khá cao và vây dắt ngay bên phần sân của đối phương. Ngọc Trinh sẽ có đá biên dành cho Bình Thiện FC. Anh Vinh rất chính xác. Sẽ có phạt góc dành cho Mỹ Tân. Không được. Rất hay. Cần phải hết sức cảnh giác và chắc chắn hơn khi bóng ở phần sân nhà. Một đội hình có chiều sâu đang giúp cho các thủ Mỹ Tân FC có rất nhiều được sự lựa chọn ở mặt trận tấn công cũng như bố trí nhân sự ở trận đấu này. Trọng tài xác định bóng đi hết đường bên ngang và sẽ có phát bóng lên dành cho Bình Thiện FC. Tranh chấp quyết liệt. Rất hay. Dứt điểm. 3 đều. Đó là pha ghi bàn đến từ Thiên Luân. Một pha cướp bóng và ra chân cực kỳ quyết đoán. Một lần nữa thì tỷ số trận đấu được kéo về vạch xuất phát. Tỷ số là 3 đều. Đấy là Ngọc Trinh. Minh Tiến cũng không chịu kém cạnh. Rất lì lợm trong lối chơi. Họ đang gây ra vô vàn khó khăn cho nhà đối kim Việt. Đây là Đình Huy. Đình Huy sẽ có đá biên dành cho Minh Tiến. Đối với Minh Tiến thì quân số của họ chỉ có 8 người. Và theo chúng tôi thì đây là một lực lượng vừa đủ để tham gia giải bóng đá sân năm. Phương Nam. Văn Sĩ. Đó là Văn Hưng. Trận đấu đang được phát độc quyền trên fanpage truyền thông trực tiếp bóng đá. Và chúng tôi hy vọng rằng những hình ảnh mà chúng tôi đang được phát trực tiếp bằng hệ thống Full HD sẽ được tất cả quý vị và các bạn chúng ta chia sẻ để bà con thân yêu ở ngoài quê hương Ngọc Lặc có thể theo dõi được một trận đấu. Những người con xa xứ đang sinh sống và làm việc học tập tại Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đó là một nền văn hóa đặc trưng của người dân xứ Mường. Tình huống đá biên tiếp theo dành cho Minh Tiến FC. Rất hay. Không được. Cầu thủ mang áo số 11 đó là Tiến Luật đang có một trận đấu hay. Anh hoạt động hết sức năng nổ. Đá biên dành cho Minh Tiến. Đây là Phương Nam. Ngọc Trinh. Không được. Và ra chân mạnh của Ngọc Trinh đáng tiếc là bóng đi trên cột.
đó là tình huống xử lý bóng không thành của Văn Luân. Chỉ cần nhìn một nhịp chạm thôi thì mọi chuyện đã khác. Văn Định vẫn đang là Định, bóng đi cắt ngang mặt khung thành. Đá bầu không được và ném bóng cực kỳ chuẩn xác và Văn Luân lại bỏ lỡ cơ hội. Đó là Văn Định rất hay, trọng tài đã cắt khỏi. Đó là tình huống của Văn Trung đã bị phạm lỗi. Đứng trước bóng đang là Phương Nam. Ngọc Trinh, vẫn là Ngọc Trinh. Hai cầu thủ bên phía Minh Tiến đã đoạt được bóng rồi. Ngọc Trinh, Ngọc Trinh không vào. Đó là pha ra chân đầy chất lượng, bóng đi chệch cột trong gang tấc. Nam Anh vẫn còn. Văn Định, Văn Định, lần này thì thủ môn Văn Hưng đã cản phá thành công. Sẽ có phạt góc dành cho Mỹ Tân. Nam Anh, Văn Anh Vinh, sẽ có đá biên dành cho cầu thủ Mỹ Tân. Anh Vinh, đây là Ngọc Trinh. Chính xác, không được. Anh Vinh, đây là Đình Huy. Không có gì khó khăn dành cho Văn Hưng. Đây là Đình Huy, cắt bóng tốt. Tiến Luật, Tiến Luật không được. Dứt điểm không vào. Đó là pha quan chân của Văn Luân. Hai pha ra chân liên tiếp đến từ Bình Thiện FC. Đây là Văn Định, Văn Định, Văn Định, Văn Định không vào. Thủ môn Văn Hưng đã kịp trở tài. Như vậy là Đình Huy được rút ra sân nghỉ. Vào thay đó là sự trở lại đến từ thủ quân Văn Thính. Phản công dành cho Minh Tiến. Tiến Luật, vẫn đang là Tiến Luật. Đây là Văn Hoàng, Văn Hoàng, Văn Hoàng không vào. Một khoảng trống mênh mông lộ ra và cầu thủ mang áo số 7 ngay lập tức tung ra pha chích mũi rất nhanh. Thủ môn Văn Sĩ đã xuất sắc. Văn Định được rút ra sân và vào thay đó là Văn Tuấn. Tỷ số hiệp không được. Đó là pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của Tiến Luật. Nếu chạm bóng thành công thì chắc chắn sẽ có bàn thắng rồi. Văn Tuấn, đây là Văn Tính. Văn Tuấn bật bóng khá nguy hiểm. Văn Hoàng, Văn Hoàng, như vậy là trọng tài đã cắt khỏi và người bị tối phạt và chắc chắn có thẻ vàng. Đó là pha phạm lỗi của Văn Tuấn. Văn Tuấn bị mất bóng và Văn Hoàng lướt đi rất nhanh và không còn lý do khác để Văn Tuấn phải kịp kéo sau. Người đang đứng trước tình huống đá phạt đó là Tiến Luật. Tiến Luật không qua được hàng rào. Trọng tài yêu cầu
cầu thủ Minh Tiến FC thực hiện lại tình huống đá phạt. Bóng không qua được hàng rào. Văn Thuấn, đây là Văn Thính, chính xác Ngọc Trinh. Như vậy là đã có bàn thắng rồi. Người băng vào lập công đó là Văn Tuấn, cầu thủ mang áo số 9. Một lần nữa thì cầu thủ Vinh FC họ lại vươn lên dẫn trước. Tỷ số hiện tại là 4-3. Rất đáng tiếc dành cho Bình Tuyến FC khi trong ít phút vừa qua họ có những tình huống tiếp cận khung thành của đối phương. Thời gian trận đấu vẫn còn nhiều. Ngọc Trinh không vào. Một cơ hội quá ngon ăn dành cho cầu thủ mang áo số 11. Tuy nhiên vẫn chưa có thêm bàn thắng. Ngọc Trinh. Đây là Tiến Luật. Vẫn là người Luật Nguyễn. Hữu Phường cũng đã được tung vào sân. Văn Tiến và bảo vệ can thiệp kịp thời đến từ Văn Hoàng. Trọng tài đã cắt còi. Đó là tình huống mà trọng tài xác định và phạm lỗi đến từ Ngọc Trinh. Văn Hoàng là người đang đứng trước tình huống đá phạt. Văn Hoàng, lần này thì bóng đi quá cao. Tỷ số vẫn đang có lợi dành cho Mỹ Thần FC. Tuy nhiên khoảng cách hiện tại chỉ là một bàn. Và với những gì đang diễn ra từ đầu trận thì chúng ta vẫn chưa lường trước được kết quả của trận đấu này khi trọng tài chưa nối hồi còi bán cuộc. Tình huống trọng tài xác định một pha đá phạt góc dành cho Mỹ Tân. Phản công dành cho Minh Tiến. Đó là pha xử lý của Nam Anh. Đây là Văn Thính. Hơi mạnh. Và đập hơi mạnh của Văn Thuấn. Một pha bóng mà người sút quá hay, mà người bắt thì rất tài. Nó tạo nên một pha bóng đẹp mắt. Đó là tình huống quăng chân của Tiến Luật. Thủ môn Văn Sĩ sau thoáng giật mình ở hiệp thi đấu đầu tiên thì anh đang chơi hay. Vẫn là pha cản phá đến từ thủ môn Văn Sĩ. Sẽ có đá biên tiếp theo dành cho Minh Tiến FC. Phương Nam. Phạt góc dành cho các thỏ đỏ. Lê Hưng không vào. Đó là pha ra chân đầy sức nặng của thủ môn bên phía Bình Thiên FC. Vẫn đang là cao thủ Bình Thiên. Lần này thì bóng đi quá nhẹ. Đó là pha dứt điểm của Hữu Phương. Ngọc Trinh. Sẽ có đá biên dành cho cao thủ áo đỏ.
Hữu Phương, Văn Hoàng, Anh Vinh. Đường chuyền tốt, không được. Một pha treo bóng có điểm rơi cực kỳ ấn tượng của cầu thủ mang áo số 15. Pha bóng anh ngắm đến vị trí của Văn Thuấn. Nam Anh. Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng 4 phút. Tiến Luật. Trọng tài xác định sẽ có đá biên dành cho cầu thủ Minh Tiến FC. Ở trận đấu trước thì Minh Tiến thất thủ trước Tiến Luật. Quả bóng khá nguy hiểm. Đây là Văn Tuấn. Ngọc Trinh. Vẫn là Ngọc Trinh. Quả quảng trần rất mạnh. Chúng ta không cần phải bàn nhiều đến pha ra chân của thủ quân Văn Tính. Cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 10. Và đó là lời khẳng định. Một pha ốp bù bóng đi với lực đi quá mạnh. Và không cho thủ môn Văn Hưng bất cứ một cơ hội nào. 5-3 dành cho Mỹ Thần. Cú đúp dành cho cầu thủ mang áo số 10. Với bàn thắng vừa rồi thì họ đang xây chắc chiến thắng ở trận đấu thứ hai. Tiến Luật. Một lối chơi giả dờ kinh nghiệm và rất lì lợm đến từ Mỹ Thần, đang giúp họ có được lợi thế dẫn bàn. Cầm bóng không nhiều, tuy nhiên họ tận dụng tối đa những pha bóng và tiếp cận được khung thành của đối phương để ghi bàn. Đó là sự khác biệt của nhà Đức Kim Bình ở trận đấu này. Và họ gửi lời đe dọa đầy đanh thép đến tất cả các đối thủ còn lại ở giải đấu lần này trong khuôn khổ giải bóng đá Ngọc Lạc tại miền Nam. Văn Hoàng. Đó là pha phạm lỗi đến từ Ngọc Trinh. Tài xác định sẽ phát bóng lên dành cho cầu thủ Mỹ Thần. Thời gian trận đấu không còn nhiều. Văn Tuấn. Đây là Tiến Luật. Thời gian thi đấu chính thức đã bước qua phút thứ 39. Tiến Luật. Dọa trận rất mạnh. Đáng tiếc là bóng đi chơi cột. Không được. Như vậy là bóng đã chạm tay. Và đây là một cơ hội rất ngon ăn dành cho Minh Tiến FC để họ có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Cách đá phạt khoảng 7 mét. Và người đang đứng trước tình huống đá phạt đó là lực Luật Nguyễn. Đó là pha ra chân rất mạnh, tuy nhiên bóng đi ngay vào. Một chút nữa thôi thì Văn Sĩ đã có bàn thắng ở trận đấu này.
Phạt góc dành cho Minh Tiến FC. Thời gian đang trôi qua những phút thi đấu bù giờ thôi. Dứt điểm không được. Như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đang hồi còi kết thúc trận đấu trong khuôn khổ bảng A. Giải bóng đá Ngọc Lặc tại miền Nam. Trận đấu kết thúc với tỷ số là 5-3 nghiêng về Mỹ Tân. Xin chúc mừng nhà đội Kim Rịch. Một trận đấu quá hay và chúng ta còn gặp lại trong ít phút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi.